Liên quan vụ việc nam TikToker chia sẻ lên mạng xã hội khi đi ăn phở tại Hà Nội bị đuổi vì ngồi xe lăn. Ngày 28 tháng 3, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã mời ông VVN, tên thật của chủ tài khoản TikToker VML, tới làm việc. Tuy nhiên đến hiện tại, công an địa phương đã gửi giấy mời đến 3 lần, nhưng người này vẫn từ chối và trốn tránh làm việc. Cụ thể, tại buổi họp thông tin tình hình kinh tế xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều ngày 28 tháng 3, vụ việc nam TikToker tố bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn đã được đề cập đến. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, trong quá trình thu thập thông tin, lực lượng chức năng xác định nam TikToker đã đưa thông tin không đúng sự thật. Trước đó hồi tháng 1 năm 2024, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, các đơn vị liên quan đã vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng đã làm việc với chủ quán phở, đồng thời thu thập dữ liệu camera an ninh tại quán. Trong ngày 18 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã mời ông VVN, là tên thật của chủ tài khoản TikToker VML, tới làm việc. Tuy nhiên, khi đang làm việc đến nửa buổi, thì nam TikToker này lấy lý do sức khỏe không đảm bảo, nên không ký biên bản làm việc và xin phép làm việc vào buổi tiếp theo. Kể từ đó, nam TikToker này không quay trở lại làm việc, đơn vị đã trực tiếp liên hệ nhiều lần, phối hợp với công an địa phương gửi giấy mời 3 lần, nhưng người này vẫn từ chối, trốn tránh tiếp nhận thông tin. Cho đến nay, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông chưa trực tiếp làm việc, nên chưa có kết luận liên quan vụ việc này. Một con bò độc nhất vô nhị có tới 6 chân và 2 chiếc đuôi tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người. Không ít người đã tìm về vùng quê có suối cá thần này để tận mắt nhìn thấy chú bò kỳ lạ. Anh Bùi Minh Tuấn, sinh năm 1979, trú tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, chủ nhân con vật cho biết, năm 2019 anh mua con bê đột biến từ một hộ dân trong làng. Khi bò mẹ mang thai không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng khi sinh ra bê con có thêm 2 cái chân treo lơ lửng trên vai trái. Giữa hai chân này mọc ra một cái đuôi như ưu thịt. Do nhà anh nằm cạnh khu du lịch suối cá thần nên lượng người tới xem con vật ngày một nhiều. Hiện nay chú bò đã được 6 năm tuổi, nặng hơn 5 tạ và cao khoảng 1,5 mét. Con vật rất hiền, thường cho người vuốt ve và chụp ảnh. Sau khi những hình ảnh về chú bò xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã liên hệ anh Tuấn để hỏi mua với giá hàng tỷ đồng, nhưng anh Tuấn từ chối bán và quyết định để nuôi. Ông Đỗ Ngọc Hoàn, giám đốc trung tâm văn hóa huyện Cẩm Thủy, xác nhận thông tin và cho biết, chủ bò đã báo cáo chính quyền địa phương, do đây là nhà dân nên ban quản lý tiếp tục cho phép gia đình tổ chức cho du khách xem bò. Phía ban quản lý thường xuyên nhắc nhở để đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn cho du khách. Một sinh vật biển có hình thù kỳ lạ được câu ở ngoài khơi đảo Coney, thành phố New York, Mỹ đã khiến ngư dân bối rối. Các chuyên gia sau đó xác định đây là loài Raja Lanteria. Trong đoạn clip được đăng tải, sinh vật lạ có màu giống một con bạch tuộc, đuôi dài và có gai nhỏ. Natalie cho biết, anh không biết đây là loài vật gì nên đã ghi lại clip và đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người suy đoán đây có thể là một con mực hoặc là một sinh vật chưa được biết ở vùng nước sâu. Sau khi bài đăng được chia sẻ rộng rãi, một chuyên gia địa phương đã đưa ra nhận định, con vật mà Natalie câu được là Raja Lanteria, một loài cá sụn. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn không tin hình ảnh được đăng tải là loài cá sụn vì nó có đặc điểm kỳ lạ hơn nhiều. Theo người phụ trách cấp cao của bộ sưu tập cá tại bảo tàng lịch sử tự nhiên ở London, cá sụn tương đối phổ biến trên hầu hết các bờ biển Đại Tây Dương và vịnh của Mỹ. Mặc dù chúng không phải là mục tiêu của ngư dân, nhưng thi thoảng vẫn bị vướng vào lưới. Một chiếc ô tô mất một bên lốp trước vẫn phóng như bay trên đường cao tốc. Tình huống được ghi lại tại Twyford, Australia khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Trong đoạn clip được chia sẻ, chiếc xe ô tô màu trắng hư hỏng phần đầu chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc ở Twyford. Đáng chú ý, dù mất một bên lốp trước nhưng tài xế vẫn cho xe di chuyển. Ngay khi phát hiện vụ việc, những người có mặt đã cố gắng cảnh báo, tuy nhiên mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Cộng đồng mạng cho rằng có thể chiếc xe này đã gặp sự cố hoặc tài xế đang cố tình bỏ chạy sau tai nạn giao thông. Theo luật pháp Australia, bất kỳ ai gặp tai nạn đều phải dừng lại tại hiện trường và giúp đỡ người bị thương. Nếu không làm như vậy và tai nạn dẫn đến tử vong, thì hình phạt tối đa là 20 năm tù. Trường hợp tai nạn gây thương tích cho nạn nhân, mức hình phạt tối đa là 14 năm tù. Nếu vết thương không nghiêm trọng, thì mức hình phạt tối đa là 10 năm tù.
tòa án cũng có thể tước quyền lái xe trong thời gian xử lý. Thưa quý vị, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công điện số 23 ngày 20 tháng 3 năm 2024 yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ ngành về việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp quản lý thị trường vàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, cùng với bỏ độc quyền vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện cấp hạn mức sản xuất vàng miếng trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ và sự ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng hoạt động liên quan đến vàng trang sức mỹ nghệ nên coi là hoạt động kinh doanh thông thường và giao cho một bộ ngành khác để thống nhất quản lý từ khâu nhập khẩu, sản xuất, bao gồm cả nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đến khâu lưu thông trên thị trường. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh cần tập trung để quản lý thị trường vàng. Những yêu cầu đặt ra như các ông chỉ nói phải đánh giá rất kỹ báo cáo ông chỉ. Khi nào là chúng ta bỏ cái này, nhà nước không độc quyền nữa. Chứ nhiều người hiểu là SGC hiện nay thì nếu mình quản lý thế này người ta nghi là cái khu vực đó là nó có quản lý chặt hay không. Cái thị trường tự do về ngoại tệ căng thẳng thì cái thị trường chính thức cũng không thể nào, đúng không? Đấy là nó ổn định được về ngoại tệ do nó liên thông hết. Do đó tôi đề nghị là tiếp tục đấy tổng hợp với cái đặc biệt là liên quan tới quản lý và ổn định của cái thị trường vàng, thì trong đó đó là cái vàng miếng và vàng trang sức mỹ nghệ hết sức là quan trọng. Các thành viên trong Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cũng đã có những đóng góp chia sẻ thẳng thắn và đưa ra những giải pháp căn cơ xoay quanh nội dung về chính sách tài khóa, lạm phát, sửa đổi các thông tư nghị định, triển khai luật tổ chức tín dụng và đặc biệt hỗ trợ triển khai gói 120.000 tỷ nhằm tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản. Cư dân mạng cũng đã có nhiều ý kiến bình luận xoay quanh câu chuyện quản lý thị trường vàng tại Việt Nam hiện nay. Việc Ngân hàng Nhà nước để cho giá vàng trong nước cao ngất ngường và mất cân đối với giá vàng thế giới như hiện nay và sự can thiệp chưa thấy gì là hiệu quả thì cũng đã là muộn. Phải đưa giá vàng về bằng giá vàng thế giới, cần phải giảm giá vàng về hơn 20 triệu đồng một lượng thì mới gọi là giá giảm. Thời buổi này nên để cho thị trường tự điều tiết, cơ quan chức năng chỉ quản lý tầm vĩ mô như xuất, nhập khẩu vàng, mở sàn giao dịch vàng trên tài khoản sẽ khuyến khích được lượng vàng trong dân và chống được vàng hóa. Vì sao giá vàng có diễn biến lạ này? Đó là câu hỏi của nhiều người dân mà chưa thấy cơ quan quản lý trả lời. Mặt hàng kinh doanh độc quyền thể hiện rõ nét qua chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước, chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra. Họ có quyền quyết định tất cả vì không ai kiểm tra, không ai kiểm soát. Hơn nữa, một số chuyên gia bình luận giá vàng sẽ tăng, sẽ lên cao là thời cơ béo bở cho các công ty kinh doanh vàng bạc thi nhau thổi giá. Việt Nam đã mất nhiều công sức trong hàng chục năm để chống vàng hóa nền kinh tế, nay mở lại nhập khẩu vàng, xóa độc quyền vàng miếng, thử hỏi nhu cầu mua vàng có bớt không? Còn không cho nhập khẩu vàng chính thức, nhu cầu nội địa cao, nghi vấn nhập vàng lậu dẫn đến chảy máu ngoại tệ là không tránh khỏi. Đã 3 tháng qua, tỷ giá đô la thị trường tự do nhảy múa vì nghi vấn gom ngoại tệ mặt nhập vàng lậu. Dù muốn hay không, tỷ giá thị trường tự do cũng ít nhiều gây sức ép tâm lý lên tỷ giá ngân hàng. Trong khi đó, thuế là công cụ hữu hiệu, điều tiết thị trường vàng chưa từng được áp dụng ở Việt Nam. Tại sao đầu tư vàng có lãi không phải nộp thuế? Đánh thuế vàng không chỉ tạo điều kiện cho ngân sách nhà nước có thêm nguồn thu, lập lại sự công bằng giữa các kênh đầu tư vàng, chứng khoán, bất động sản, mà còn là phương sách để chống vàng hóa nền kinh tế. Người mua vàng sẽ tính toán thời gian nắm giữ, tiền liệu lời lỗ dựa trên sự biến động của giá thế giới và mức thuế phải nộp. Thuế vàng áp dụng khi bán sẽ chiết khấu lợi nhuận của người sở hữu và trong trường hợp lợi nhuận thật sự thu về, đó là lợi nhuận ròng không hấp dẫn, người ta sẽ giảm mua vàng. Muốn áp thuế vàng như Pháp thì trước hết tiền thuế được sử dụng vào giáo dục, hạ tầng như Pháp. Nên nghĩ thêm cách để giúp dân bớt khổ thì tốt hơn là nghĩ cách để bào dân nhiều hơn. Nếu giữ Việt Nam đồng trong người có lợi hoặc ít nhất là không bất lợi thì chẳng ai đổi sang vàng làm gì. Cốt lõi là Việt Nam đồng quá mất giá, lạm phát quá khủng khiếp, làm sao để giữ giá Việt Nam đồng? Nên trả lời những câu hỏi như vậy trước khi tìm cách áp thuế vàng thì tốt hơn. Việc lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, nâng tầm cảnh quan,
phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí nghỉ ngơi của nhân dân là một trong bốn nội dung quan trọng tại hội nghị giao ban quý 1 năm 2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến vào sáng ngày 28 tháng 3 của thành phố Hà Nội. Đối với 41 trên 45 công viên vườn hoa do các quận thực hiện, sau hơn 2 năm triển khai, các địa phương đã hoàn thành cải tạo 14 vườn hoa, đạt khoảng 31% kế hoạch. Trong năm 2024, các quận, huyện tiếp tục hoàn thành 16 công viên vườn hoa, dự kiến đạt khoảng 67% kế hoạch. Đến năm 2025, dự kiến hoàn thành nốt 11 công viên vườn hoa, đạt khoảng 91% kế hoạch. Với 5 công viên là Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất, Hòa Bình, Bách Thảo và Công viên Tuổi Trẻ, thời gian tới, thành phố, các sở ngành liên quan sẽ tiếp tục chỉ đạo quận Hai Bà Trưng phối hợp với các sở ngành khẩn trương xử lý các công trình vi phạm, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1 trên 500 và nghiên cứu thực hiện dự án xây dựng mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định, việc cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các công viên vườn hoa là chủ trương lớn của thành ủy. Sau một năm đi vào cuộc sống, người dân đã được hưởng lợi từ chính sách của thành phố. Đề nghị các quận, huyện, thị xã chủ động nguồn vốn để thực hiện việc cải tạo. Nếu không tự cân đối được, cần khẩn trương báo cáo thành phố để bố trí vốn theo đúng quy định. Đây cũng là chủ đề nhận được nhiều ý kiến phản hồi góp ý trên các diễn đàn trực tuyến. Xin mời quý vị cùng theo dõi qua phần tổng hợp ngay sau đây. Tôi ủng hộ, nhưng công viên phải mang đúng nghĩa công viên. Có cây xanh, bóng mát, hoa lá chim muông, không khí trong lành, chẳng khác gì lá phổi nhỏ của thành phố. Chứ cứ xây xong chỉ đơn thuần là chỗ cho các cụ tập thể dục, cho mấy bà mấy cô đi bộ giảm cân, mấy cô mấy cậu dắt chó cưng đi xả thải, hay là nơi cho hàng quán bán đồ ăn rồi xả rác thải thì sinh kiếu. Phải dẹp được các hàng quán ăn, quán rong thì mới sạch đẹp được. Cần học hỏi mô hình công viên nước ngoài. Cho bán hàng nhưng phải có quy hoạch riêng, không để tự phát. Còn cây to, cây cao thì đương nhiên phải có rồi. Để điều này trở thành hiện thực mà không để công viên bị xuống cấp khi mở cửa tự do, còn cần đến ý thức của người dân và một đội ngũ an ninh nữa. Tôi thấy Công viên Thống Nhất bây giờ cứ như là nhà vệ sinh công cộng cho mấy ông nhậu xỉn vậy. Treo biển cấm rồi, nhưng có cấm được đâu, vì họ không bị ai xử phạt cả. Không thể để tình trạng này tồn tại như một phần văn hóa của thành phố Hà Nội được. Công viên phải giống như đưa cánh rừng nguyên sinh vào giữa thành phố mới mát mẻ, xây cái hồ to rồi lại trồng cỏ, xây đường chiếm nhiều hơn cây xanh. Cây xanh thì toàn cây hoa, cây lớn không quá đầu người đã cắt tỉa rồi, thì lấy đâu ra chỗ mát mẻ. Rất mừng và hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này của Hà Nội. Đối với các thành phố lớn, nơi dân trí cao, dân cư đông đúc, nhà ở nhỏ hẹp, người dân cần có nơi vui chơi, giải trí, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật để làm giàu đời sống tinh thần. Cứ nhìn công viên APEC Đà Nẵng mà làm, đủ tiêu chí, nơi nghỉ, vui chơi, cảnh quan, công nghệ. Còn nếu biết tận dụng và đầu tư thì còn là bảo tàng ngoài trời, nơi công diễn hay biểu diễn của diễn viên thu hút công chúng. Nhiều diễn đàn mạng xã hội lan truyền hình ảnh bầu trời tại Yên Bái tối đen ngay giữa ban ngày khiến nhiều người xôn xao tò mò. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, hiện tượng xảy ra vào khoảng 10 giờ 25 phút sáng ngày 28 tháng 3. Radar của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái phát hiện một đám mây có diện tích rất lớn, tích tụ nhiều hơi nước từ phía Tây, di chuyển sang khiến cho bầu trời tối đen. Ngay sau đó trời đổ mưa kèm theo những tiếng sấm. Cơn mưa kéo dài khoảng 15 phút thì mưa giảm dần và trời quang trở lại. Trước đó, Trung tâm khí tượng Thủy văn đưa tin, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3, khu vực miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500 đến 5.000 mét. Nên khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Dư luận nghi ngờ về việc có hay không khả năng cây sao đen trăm tuổi trên tuyến phố Lò Đúc Hà Nội bị đầu độc dẫn đến chết khô bất thường, vì những cây chết đều nằm trước cửa công trình đang xây dựng hoặc là mới hoàn thành xây dựng. Câu hỏi này đã được đặt ra tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2024 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Theo Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, hàng cây sao đen được trồng cây từ thời Pháp thuộc, có giá trị vật chất tinh thần gắn với cuộc sống tinh thần của người dân khu vực. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội rất quan tâm đến vụ việc và đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo quận Hai Bà Trưng. Lãnh đạo quận đã trao đổi với phường Phạm Đình Hổ và công ty trách nhiệm hữu hạn công viên cây xanh để xác minh nội dung báo chí đưa tin. Đồng thời, thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao công an thành phố xác minh làm rõ, thời hạn trước ngày 10 tháng 4.